Đó là chào các bạn. Trên tay mình đang là chiếc Dell Inspiron 157548 phiên bản mới nhất thuộc năm 2015. Cảm nhận đầu tiên khi cầm cái máy này đó là nó rất mỏng và rẻ và nhẹ, giống như một chiếc Ultrabook. Phiên bản thế hệ năm 2015 thì được thiết kế có phần phá cách hơn là phiên bản 2014. Chiếc Dell 7537 thuộc thế hệ 2014 thì được thiết kế bằng nhôm nguyên khối, còn chiếc máy này thì được thiết kế theo kiểu giả nhôm với hai mặt trước và mặt sau được phủ một lớp bạc giả. Về các cổng giao tiếp của máy thì ở bên góc trái đó, trên này là cái khe cắm khóa Kensington. Đây là một cổng USB 2.0, một cổng USB 3.0 và một đầu đọc thẻ SD. Cạnh trước không có gì. Cạnh bên này đầu tiên là jack cắm audio 3.5, thêm một cổng USB 3.0 và đây là đầu đọc thẻ. À đâu? Đây là cổng HDMI. Đây là cổng nguồn phía sau của máy. Theo thông số của nhà sản xuất thì chiếc máy này nó chỉ nặng khoảng 2,06 kg, rất nhẹ. Phiên bản cũ của chúng ta là 2,3 kg. Cạnh sau của máy với một hệ thống hút gió. Dãy số quản lý của nhà sản xuất gồm số service tag và số express service code. Ở hai bên này là hai cái hệ thống loa ngoài. Đây là bên trong của máy. Chiếc máy này thì được sở hữu một màn hình cảm ứng, màn hình gương Full HD có chiều rộng là 15,6 inch. Có thể tùy chọn lên màn hình 4K. Rất là sắc nét và rực rỡ. Phía dưới là logo của Dell và hệ thống bản lề. Bản lề được thiết kế dài, rất là chắc chắn. Đây là nút nguồn. Máy này thì sở hữu một bộ bàn phím khá là nhỏ và không có phần phím số ở bên phải. Dưới này là keypad với điểm nhấn là các đường kẻ. Đường kẻ cũng khá là sang trọng và được cắt bằng các lưỡi CNC. Máy chạy vi xử lý Intel Core i7. Và vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu sơ qua về chiếc Dell 7548 phiên bản 2015, chiếc máy tính thay thế cho phiên bản 7537. Đây là ngoại hình bên ngoài. Lỗi lắp cho các bạn.